khoe với anh em nè. Đây, khoe với anh em khoai nhà làm được nè, pica này. Đây là pica nha, 7 tháng hả. Hỏi bên. Hello anh em nha, mình bên trại chó Lucky nha. Bên im. Thôi bên im. Đây, anh giới thiệu bên ở đây. Khoe với anh em bé này đây, pica này. Pica. Thôi, con đứng đầu đứng. Đừng chờ nữa. Ây da. Mày xuống đi pica. Ghét mày hả? Rồi quay mấy em mà lì cho mấy anh chị biết thấy nè. Đây, mà lì đây. Đực nè, em đực nè, 65 ngàn 7 kg. Anh kinh ổn lắm luôn, 7 kg. Đây em cái ra màu đẹp lắm, đang lên màu. Thôi nè, không có đánh nhau Bika. Bika nó hiền không? Nó không lạnh đâu. Để cho cắn luôn. Thôi nha, cắn nhẹ anh nha, anh cắn lại đó. Nó táp một cái là mất cái đầu đó. Thôi Bika ra đây con. Bika. Không chơi anh ta, không chơi nữa đâu Bika. Trời ơi, chơi bạo lực quá, mấy con Mali chơi bạo lực quá. Đó là cắn anh. Anh em nào khoái Mali alo mình nha. Ba đứa. Này anh cái này. Đó, này anh cái này. Này anh đực này. Đó, hai này cùng đàn nha. Này cái khác đàn này. Cái này 95 ngày, 100 ngày này. Đó. Đây Pika, Pika thì 7 tháng. Đây, còn em bé đây. Em bé được 81 ngày. Đó, bé 81 ngày đó. Cái nha anh em. Rồi. Cha nhập á. Đây. Lupi, ngày 13 tháng 1 phối này. Lupi sẽ phối với lại Khalid này. Khalid là con của Husa nha. Ok. Đây là Ben. Cái chỗ anh em luôn Ben này. Đó. Ben này là được phối chính bên mình đó. Bên 40 tháng anh em. Thôi Ben. Chào Đăng Sĩ Linh. Cho em xem con nhỏ Quốc Tuấn. Ok. Xem bé cái em. Đây Khalid nha. Đây Khalid đây. Khalid nè. Ở Lobby. Lobby chuẩn bị phối. Đây bé nhỏ đây. 3 tháng nha. Còn cái này là cha nhập nha. Mẹ có giấy luôn mà con không làm giấy á. Có nguồn gốc phạ đang phiết đàng hoàng nha. Rất là đẹp. Pika này. 7 tháng. Đóng cửa lên, đóng cửa lên. Tháng em, con Pika 7 tháng.
hơn 35 nha. Đực nhỏ mình hết rồi, đực nhỏ còn Mali thôi, đực nhỏ hết rồi. Có bé này bé cái thì 3 tháng thôi, 81 ngày, chưa được 3 tháng. Quậy quá. Cái ca 7 tháng này nó vẫn là con nít nha. Nó vẫn là một con chó nhỏ nha anh em. Hello mấy anh em. Thì quay chủ nhật không làm gì, quay chơi, chơi với anh em thôi. Ơi, có anh em nào nuôi rốt, nuôi Mali thì giao lưu nha, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm ha. Chào các bạn đang xem. Đây, giới thiệu nha, đây là Bibita. Ôi, là quá, là quá. Đang làm việc không có trợ nữa hả? Chị Nhi đang hỏi em. Hỏi gì? Hỏi đồ nữa. Anh đâu có kêu đâu. Đâu anh kêu là các bạn ơi. Anh đang quay nè, quay cho mấy anh em xem xe chó nè, chứ có kêu gì em đâu. À, mỗi lần mà nó la là vợ mình chịu không nổi, nhức đầu lắm. Chào Thế Danh nha. Chào Văn Toàn nha. Ok. Này thật ra đó, nó 7 tháng nhưng mà nó vẫn còn nhỏ, nó vẫn còn giống như nít vậy đó. Thấy nó đang chơi mấy đứa Mali không? Cắn rồi này kia, nó như nít vậy đó. Chào anh Hồng Kim Bảo nha. Đây, 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 cho con lên chơi ra mấy em. Đó, lên đi, lên đi. À, nó quay vào vòng nó chơi mấy đứa rồi. Pika không có được cắn em như giờ, mấy đứa không được cắn anh ngay giờ, mấy đứa cắn anh nó nổi điên lên nó cắn vợ như giờ. Ở đây, đây là à quên giới thiệu này, đây có con cái nhỏ nè. Đây con ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, nằm buồn với con, ra đây chơi. Thích ra đây Pika phối đây bạn, đây bạn, đây à, bên mình còn có một bé này nha, bé này là bé Bully. À, Bully, anh em nào có phối Bully qua mình cũng phối được luôn nha. Văn Toàn inbox mình cái anh Văn Toàn nha. Ok, đây là bé này ha, bé được phối này. À, đây có bé, đây có bé Pitbull này. Pitbull này thì mình cũng đang chuyển, muốn chuyển nhượng này, rồi mình đang tập, muốn tập trung một dòng rốt thôi, rốt cái Mali thôi. Nên bé này cũng đang muốn chuyển nhượng cho anh em chơi, chuyên dòng Mali này, chuyên dòng Pitbull này. Bé này đẹp lắm nha, đây này là Pitbull nha. Bé này cha nó có dạy lắm. Nó nhìn Nhi kìa, nó nhìn Nhi với một ánh mắt trìu mến á. Ben nó nhìn Nhi. Ben, Ben ơi, người ta lấy đồ mình, người ta lấy đồ mình đó con. Đó, canh đi nha. Canh đó, người ta lấy đồ mình đó. Em, coi Ben nó đứng canh Nhi kìa. Con canh đi nha, người ta lấy đồ mình nhà mình đó Ben nha. Nói nó vô nó canh canh đồ này. Bên 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 này, người ta lấy đồ nhà mình kìa, người ta lấy đồ nhà mình, canh đấy con, canh đó. Ừ, canh đi đó, người ta lấy đồ nhà mình đó nha, đừng có canh đâu, người ta lấy hết giờ.
Dữ chưa? Dữ chưa? Nó không cho lấy đồ nhà nó đâu. Đó, đó, đó. Đứng đó Khánh. Đây, 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 đây. Đứng đây Khánh, đứng đây Khánh. Nè, người ta lấy đồ. Người ta lấy đồ quá con. Nó đứng nó canh gì hoài luôn đó. Ở trong chủ nhật ở nhà bồn bồn chơi với con chó cũng vui lắm anh em. Calip này đó là con bò chứ không phải con chó đâu nha anh em. Nó bự dữ lắm, bự chăn bạn luôn á. Calip bự nhất nhà luôn á. Cái chuồng mét 2 vuông nó không vừa đâu, nó đứng không vừa đâu. Bạn này là bạn bạn Lupi, trời ơi nó nhảy ra dữ quá mà phải làm cái công sách lên mà vẫn chui qua này. Lupi hả? Lupi, Lupi ngày 13 tháng 1 là phối rồi, tuần sau là phối rồi. Ok, đang lên giống rồi. À, bé này đang bị áp xe của khách đó. À, người ta gửi qua để mình trị cái áp xe cho bé. Hai cha con nè, nó dữ lắm, nó đi kiếm người đó. Lupi, Lupi, Apica, người ta lấy đồ kìa, không làm gì con. Mày lên trên đó để cho người ta này, em này, coi này. Chịu trận nhau mấy con Mali nó cắn em này. Em để nó cắn tựa đầu luôn này kìa. Thôi đóng cửa lại, không cho tụi bay cắn nó nữa. Tụi bay cắn nó tựa đầu luôn rồi. Đây có nhiều anh em ở trên hội chưa biết chạy chó Lucky thì mình quay cho anh em thấy luôn ha. Đây là toàn bộ cái khu vực trại mình nuôi này. Phía sau có cái sân chơi. Ai mẹ? Không biết chú hai nói cái gì. À có kìa, vô trong bị cho tụi nó cắn tơ đầu luôn nữa. Mẹ cứ hoài kệ ta, chuyện thiên hạ không có.